nói về cái số tiền mà các bạn nhận được. Hello, 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 welcome back to my channel. Hôm nay Hào đi Costco và đang ngồi trong xe đợi, tại vì Costco bây giờ không có cho quá 2 người cho một membership vào. Nếu như các bạn mà thắc mắc Costco là gì, nếu các bạn xem những cái video của người Việt sống tại Mỹ thì các bạn sẽ chắc chắn là nhận ra Costco là cái nơi mà bán đồ như là cái chợ lớn thì là lớn, nhưng mà bán một lô hàng rất là nhiều. Như các bạn nhớ ngày xưa mình có Metro thì bên này có Costco, và người Việt mình rất là thích đi Costco. Ngay cả ba mẹ Hào rất là thích Costco, nhưng mà không hiểu tại sao mà người thích đi Costco. Costco, 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 Costco. Họ nghĩ rằng nó rất là rẻ, và cái giá trị của cái thành phẩm sẽ hợp cho một cái gia đình lớn. Nhưng mà nếu mà so cái giá của Costco và cái giá mà đồ ở ngoài chợ Mỹ bình thường thì những cái thứ mà rẻ là chỉ có giấy toilet, gạo và những cái đồ rất là linh tinh, là lặt vặt. Và các bạn biết là đi vào Costco là sẽ không có bản hướng dẫn đâu, nó sẽ để cho các bạn đi vòng mà mỗi một mùa, mỗi một tháng nó sẽ thay đổi cái nơi mà để đồ. Bởi vì nó bạn mà càng đi nhiều lâu trong đó thì bạn sẽ trả tiền càng nhiều hơn, mà một lần đi Costco là tốn phải mấy trăm đô, nên đó là lý do Học không thích đi Costco. Nhưng mà trở lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay về cái video này, đó là Hào đang muốn chia sẻ với các bạn về cái số tiền mà người dân ở bên này nhận được trong cái mùa dịch này. Bởi vì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người thắc mắc là bao nhiêu, và sẽ cho các bạn là cái giá trị của mình nhận được, cũng như là ngồi ở nhà không có tiền thì cái cảm giác như thế nào. Có hẳn là rất là nhiều người biết là khi mà đi làm ở bên Mỹ này, nếu mà bạn đi làm mà không có làm chui á thì bạn phải đóng thuế, và mỗi một cái thuế mà bạn đóng á sẽ tùy vào cái bang của bạn là có loại thuế bao nhiêu hoặc là đóng và thuế bao nhiêu. Chưa hết là bạn sẽ không bao giờ được trả tiền mặt, bởi vì trả tiền mặt sẽ không có kiểm tra được cái tiền thuế của bạn và cái những cái tiền mà bạn phải đóng vào trong chính phủ. Thì khi mà bạn thất nghiệp á thì bạn có thể khai unemployment là tiền thất nghiệp. Khi mà bạn khai cái unemployment á thì mỗi một cái unemployment của mỗi một cái state là mỗi cái bang khác nhau, nó sẽ có những cái điều luật và luật lệ khác nhau. Một cái điều mà Hào muốn nói với cả các bạn là Hào rất là may mắn là khi mà sống ở Washington State. Một lần nữa, Washington State bên bờ đông, không phải là bên bờ tây. Lộn, bên bờ tây không phải là bên bờ đông nhé. Washington, Seattle là nơi Hào ở. Thì cái bang này khi mà đại dịch bắt đầu thì cái state của Hào đã chuẩn bị rất là kỹ càng. Bởi vì khi mà cái thời gian đầu rất là khó, tại vì có rất là nhiều luật lệ và rất là confusing, không có ai mà hiểu làm sao hết. Nhưng mà mọi người cứ khai đại là unemployment như thế nào. Thì sau đó là giống như là một cái tình hình chung á, nên cái bang Hào nó là dễ hơn và để cho mọi người khai unemployment và ai cũng có tiền để mà lấy tiền về hết. Nhưng mà có một cái điều là không phải trên nước Mỹ này, ở đâu cũng vậy. Những cái nơi, những cái bang khác là hoàn toàn có nhiều chỗ không được tiền, đợi đến bây giờ vẫn chưa thấy tiền. Nhưng mà hên là từ ngày mà bị thất nghiệp đến bây giờ, Hào vẫn có tiền đều đặn mỗi tháng. Còn cái tiền mà bạn được bao nhiêu á cho cái unemployment của bạn thì sẽ dựa vào cái khoảng thời gian mà bạn đi làm và khoản lương của bạn. Theo như Hào nghe nói là nó sẽ lấy 70% trong hai cái paycheck lớn nhất của bạn, rồi nó lấy cái số trung bình đó ra thì nó sẽ trả cho bạn một tháng là bao nhiêu. Còn tùy vào mỗi một người mà được unemployment bao lâu thì tùy vào bao nhiêu mà họ đã làm trong những năm về trước. Ví dụ như là Hào được unemployment của Hào là tới 26 tuần. Nhưng mà qua đây Hào muốn cho các bạn thấy là cái tình hình sống ở Mỹ khi mà không có việc làm rồi nhận unemployment nó sẽ như thế nào. Khi mà bạn file cái unemployment ấy thì nó sẽ gửi cho bạn một cái report, nó sẽ nói với các bạn là bạn sẽ được nhận bao nhiêu tiền trong vòng bao lâu. Rồi trong mỗi tuần đó là bạn phải làm một cái report cho nó, cũng rất là dễ thôi. Nó có những câu hỏi mình cần trả lời, thì sau đó thì cái tiền của bạn sẽ được vào nhà băng vào mỗi thứ ba hoặc là thứ tư. Bên bang của Hào thì nó có những cái fund, thì cứ hiểu đơn giản là tiền cho không của những cái organization, là những cái tổ chức như là hospitality, là dành hỗ trợ cho những cái người giống như là server, bartender, là những người làm công việc về hospitality. Thì
Hà vừa được đó là 500 đồng là chỉ cho một lần thôi. Khi mà apply vô cái đó thì nó sẽ cho mình cái đó, thì 500 đồng để hỗ trợ cho cái thời gian này. Rồi tiếp theo là vừa nhận được 1.200 tiền check của chính phủ. Và các bạn nhớ nhé, đây không phải là tiền của Trump, đây là tiền của những người dân đi làm như Hào đây và đóng thuế thì mới được cái tiền này. Thì mới đây thì mọi người mới tìm hiểu ra được đó là 1.200 này này sẽ có những cái restriction, đó là những người mà US citizen đi cưới vợ cưới chồng mà người vợ hoặc người chồng đó không có social security number đó, thì là cả hai người đều không được 1.200 check. Bây giờ mình sẽ bỏ qua cái vụ đó đi, thì được 1.200 đúng không? Thì mới vừa đây đó thì lại được thêm một phần nữa, đó chính là 600 tiền của unemployment, là on top of cái unemployment mà Hào đã khai đó, là mỗi một tuần thì mỗi một tuần Hào sẽ được thêm 600 nữa, cho đến nhiều lắm là 39 tuần. Thì bên này đó, khi mà cái đây là một cái chuyện giống như là không có bình thường đó, tại vì thường nếu mà bạn thất nghiệp thì bạn chỉ được có unemployment thôi, còn những cái funds, những cái tiền này á là do người ta hỗ trợ thêm thôi. Thì Hào cũng không biết là những cái bang khác lãnh được bao nhiêu, nhưng mà hiện tại Hào chỉ biết là Washington và Cali á, là hai cái bang là sẽ có thêm tiền như vậy trong vòng thời gian đó để mà có thể trang trải trong cái cuộc sống như thế này. Còn có nhiều bang như là New York hay là những cái nơi khác có những cái unemployment là hiện tại là chưa thấy luôn. Đích của Hào muốn nói đây là không phải sống ở Mỹ là bạn có unemployment là bạn sung sướng đâu, mà chưa tính là nhiều người của mình ở bên này đi làm là không có khai thuế, mà nếu bạn không khai thuế thì cái tiền unemployment của bạn sẽ không có nhiều, thì lúc đó mà còn chết dở nữa. Bởi vậy nếu mà hơn mà bạn có được những cái tiền mà của cái bang của bạn hoặc là những cái city của bạn nó giúp đỡ, nó hỗ trợ thì rất là mừng. Nhưng mà đa số đó không phải là cái bang nào mà cũng như là cái bang của Hà hoặc là Cali đó các bạn ạ. Mà một điều rất là thú vị là ngồi ở nhà từ bữa đến giờ không làm gì mà tiền cứ tiếp tục chạy vào nhà băng. Các bạn không có một cảm giác rất là sung sướng, tại vì mình sợ là mình ở nhà mình sẽ không có tiền đúng không? Nhưng mà từ này ở nhà mà còn có tiền mà cũng không xài tiền nữa, nên cái tiền saving. Nên cái vấn đề ở đây là đừng nghĩ rằng sống ở Mỹ là thiên đường, bởi vì đó sẽ không phải là thiên đường nếu như mà chúng ta rơi vào cái trường hợp dở khóc dở cười như thế này. Bây giờ đây là một lời khuyên nha, nếu mà các bạn mà có đi làm ở bên Mỹ thì làm ơn là đóng thuế đàng hoàng. Ok, bây giờ mẹ đã trở lại rồi nên sẽ chào với các bạn và nói chuyện với các bạn tập tiếp theo nhé. Nếu các bạn thích kênh YouTube đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nha. Bye.